Cập nhật quân sự mở ngày 16 tháng 5 Vũ Hoàng xin kính chào quý vị, rất hân hạnh được trở lại với quý vị trong phần cập nhật quân sự mở hôm nay Sau đây là thông tin đáng chú ý quân sự mở sẽ gửi tới quý vị Ukraine tiếp tục phá hủy hệ thống S-400 của Nga ở sân bay Belbek Đêm ngày 14 tháng 5, căn cứ không quân Nga Belbek chứa hàng chục máy bay quân sự ở Crimea bốc cháy sau cuộc tấn công dữ dội bằng tên lửa của Ukraine những bức ảnh về hậu quả của vụ tấn công đã xuất hiện trên mạng Internet. Những bức ảnh mới được công bố ghi lại hai phương tiện bị phá hủy từ hệ thống S-400 Triumph Sam của Nga. Một cấu kiện trên khung gầm xe tải BAS 69092 thường mang theo bệ phóng và một radar chức năng 92N2E, thành phần quan trọng và đắt tiền của hệ thống phòng không này. Ngoài ra, một vài thành phần khác có thể bị hư hại mà mức độ thiệt hại chưa được xác định. Vào lúc 2 giờ sáng ngày 15 tháng 5, Mikhail Ravochaev, thống đốc Sevastopol do Nga bổ nhiệm, cho biết đã có một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn của Ukraine vào thành phố Cảng vào đêm thứ ba và lực lượng phòng không của Nga đang hoạt động trong thành phố. Bộ Quốc phòng của Nga tuyên bố phòng không đã đánh chặn 10 tên lửa đạn đạo của đối phương. Sau đó, vào lúc 2 giờ 53 phút sáng, Ravochaev báo cáo rằng cuộc tấn công được cho là đã bị đẩy lùi. Tuy nhiên, các kênh Telegram địa phương bắt đầu đăng tải video về một vụ cháy lớn và các vụ nổ tại căn cứ không quân Belbek này. Hãng tin Cream Really, một phần của mạng lưới Radio Free Liberty do Hoa Kỳ tài trợ, cho biết dữ liệu của họ cho thấy tại sân bay có 12 tiêm kích Su-27, 12 tiêm kích Su-27SM, 3 máy bay huấn luyện chiến đấu Su-27UB, cũng như 5 máy bay Sukhoi Su-30M2, 2 chỗ ngồi, tổng cộng có tới 32 chiến đấu cơ vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Hiện chưa rõ toàn bộ tổn thất của quân Nga, tuy nhiên nó có thể lớn hơn các thông tin ban đầu khi mà đây là cuộc tấn công ATACMS quy mô rất lớn và thông tin đến từ blogger quân sự người Nga Riba cho biết có tới 16 tên lửa ATACMS đã được phóng vào căn cứ của Nga. Blogger này viết, thật không may, một hoặc hai tên lửa không bị bắn hạ và hậu quả của việc này đã được cả thế giới biết đến nhờ một đoạn video từ camera quan sát. Làm thế nào và tại sao điều này vẫn có thể xảy ra trong năm thứ ba của cuộc chiến từ lâu đã trở thành một câu hỏi còn được bỏ ngỏ. Riba nói thêm rằng không rõ tên lửa được bắn từ đâu. Trước đây tên lửa từng được phóng từ khu vực Berislav ở tỉnh Kherson. Tuy nhiên, blogger này cho biết rằng vị trí có thể đã được thay đổi để tránh bị phát hiện và tên lửa có thể đã được khai hỏa từ đảo rắn, cách bờ biển Ukraine khoảng 22 dặm. Đó là nơi diễn ra cuộc giao tranh khốc liệt khi Nga bắt đầu khơi mào chiến tranh. Trong khi Bộ Quốc Phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không của nước này đã ngăn chặn cuộc tấn công bằng cách bắn hạ 10 tên lửa tầm xa ATACMS, người dân địa phương nói với kênh Telegram Asha rằng có tới 20 tên lửa đã được bắn vào khu vực. Kênh Telegram Crimea Win đưa tin người ta đã nghe thấy tiếng nổ ở quận Yevpatoria và Bakhchisaray. Đồng thời hình ảnh vệ tinh cho thấy có 3 đám cháy xung quanh đường băng và khu vực đỗ xe. Hãng thông tấn nhà nước Nga Tass cho biết Nga đã đánh chặn tên lửa chống radar Hams của Mỹ, bom dẫn đường Hammer của Pháp, rocket cỡ lớn và UAV. Các tuyên bố này vẫn chưa được xác minh độc lập. Cho một diễn biến mới nhất, vào tối ngày 15 tháng 5, căn cứ không quân Belbek tiếp tục bị tấn công. Thống đốc Sevastopol do Nga bổ nhiệm Mikhailo Ravochef cho biết, vào lúc 22 giờ 55 phút, lực lượng phòng không của nước này đang hoạt động ở khu vực này và một số mục tiêu trên không đã bị bắn hạ. Truyền thông địa phương đưa tin Nga đã chặn giao thông trên cầu Crimea. Các kênh Telegram cũng báo cáo về các vụ nổ ở khu vực sân bay Belbek. UAV Ukraine tấn công cơ sở nhiên liệu Nga ở tỉnh Rostov. Hỏa hoạn bùng phát tại một cơ sở nhiên liệu gần thành phố Proletax, tỉnh Rostov của Nga vào sáng ngày 15 tháng 5. Một nguồn tin tình báo của Ukraine nói với trang ký post rằng Hỏa hoạn xảy ra là do một cuộc tấn công bằng UAV cản tử do các chuyên gia từ Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine ZUR tổ chức. Nguồn tin cho biết cơ sở này của Nga được sử dụng cho mục đích quân sự. Theo thống đốc Vasily Golubev, hai vụ nổ đã xảy ra tại kho nhiên liệu. Các nhân chứng cho biết cơ sở này đã bốc cháy, mặc dù chính quyền Nga phủ nhận thông tin này. Theo nguồn tin của ZUR, đám cháy tại cơ sở vẫn tiếp tục vào dạng sáng ngày 15 tháng 5 và dịch vụ khẩn cấp của Nga vẫn không thể dập tắt được. Ukraine nỗ lực ổn định tình hình ở Kharkiv. Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 15 tháng 5 cho biết các lực lượng Ukraine đã cố gắng ổn định tình hình ở Kharkiv trong bối cảnh Nga đang nỗ lực đột phá. Nga đã phát động một cuộc tấn công mới với khoảng 30.000 quân vào ngày 10 tháng 5 nhắm vào tỉnh Kharkiv, nằm ở biên giới chung giữa hai nước ở phía đông bắc Ukraine. Các nhà phân tích quân sự phương Tây tin rằng đây có thể là một nỗ lực nhằm tạo ra cái gọi là vùng đệm để cố gắng bảo vệ các khu vực biên giới của Belgorod của nga khỏi các cuộc pháo kích và xâm nhập của ukraine. ông zelensky đã nhận được báo cáo kịp thời về tình hình ở tiền tuyến từ binh lính và bộ quốc phòng. tổng thống ukraine nói thêm rằng chính quyền sẽ liên tục theo dõi các hoạt động chiến đấu ở tất cả các khu vực tiền tuyến. ông này cho biết lực lượng ukraine tiếp tục các hành động phòng thủ ở kharkiv tiêu diệt quân đội nga bằng mọi cách có thể. tổng thống ukraine cũng đề cập đến tình hình ở hướng Pokrov ở tỉnh donetsk và Kubiansk ở tỉnh kharkiv. Cả hai nơi này vẫn nằm trong những khu vực nóng nhất của tiền tuyến. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, binh lính nước này đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga theo hướng Volchan. Ở tỉnh Kharkiv và một phần binh lính Nga đã bị đẩy ra khỏi thị trấn. Quân đội Nga đang tiếp tục tấn công Lipsy, một ngôi làng cách biên giới Nga 10 km về phía Nam và cách Volchan khoảng 40 km về phía Đông. Về phía Moscow, Bộ Quốc phòng Nga ngày 15 tháng 5 tuyên bố nước này đã giành quyền kiểm soát thêm hai khu vực định cư nữa ở Kharkiv và một khu vực ở Zaporizhia. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố rằng các đơn vị thuộc nhóm quân sự miền Bắc đã chiếm được khu định cư Hlyboke và Hukiansi ở khu vực Kharkiv sau các cuộc giao tranh dữ dội và đã tiến sâu vào phòng tuyến của đối thủ. Theo thông tin từ Điện Kremlin, giao tranh ác liệt đang diễn ra ở các khu vực khác và Nga đã đẩy lùi ba cuộc phản công của Ukraine. Cuối ngày 14 tháng 5, quân đội Ukraine thông báo họ đã rút lui về các vị trí có lợi hơn ở hai khu vực thuộc Kharkiv Kip nói rằng việc rút quân là vì hỏa lực và hành động tấn công dồn dập của đối phương để bảo toàn tính mạng của các quân nhân và tránh tổn thất. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm binh lính của họ cũng đã tiến lên ở phía Nam, nắm quyền kiểm soát hoàn toàn khu định cư Robotine ở vùng Zavrochia. Quân đội Ukraine bác bỏ tuyên bố của Nga về Robotine. Ông Dmitry Pletechuk, phát ngôn viên của quân đội Ukraine nói rằng thông tin này không đúng sự thật. Bộ Tổng tham mưu Ukraine trước đó cho biết quân đội của họ đã đẩy lùi 3 cuộc tấn công của Nga theo hướng Robotyne. Nga cũng cho biết rằng lực lượng không quân của họ cũng đã bắn hạ một chiếc chiến đấu cơ MiG 29 của Ukraine cùng với hơn 40 UAV và một loạt tên lửa do Mỹ sản xuất. Tuyên bố này chưa được xác minh độc lập. Ngày 15 tháng 5, trong cuộc gặp ở Điện Kremlin với Tân Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov, Thư ký Hội đồng An ninh Sergei Shoigu và các tướng lĩnh hàng đầu. Tổng thống Putin cho biết lực lượng Nga đang cải thiện vị trí của họ mỗi ngày dọc theo mặt trận ở Ukraine theo mọi hướng và cuộc tiến công đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Mỹ công bố gói viện trợ mới trị giá 2 tỷ đô hỗ trợ công nghiệp quốc phòng cho Ukraine. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Anthony Blinken ngày 15 tháng 5 đã công bố một quỹ trị giá 2 tỷ đô để giúp Kyiv xây dựng cơ sở công nghiệp quốc phòng khi ông kết thúc chiến thăm Ukraine kéo dài 2 ngày. Ông Blinken cho biết Hoa Kỳ đang nỗ lực nhanh chóng đưa thêm đạn dược và vũ khí ra tiền tuyến để giúp lực lượng Ukraine chống lại các cuộc tấn công trên bộ mới của Nga vào khu vực khắc kíp. Theo Ngoại trưởng Mỹ, khoản tài trợ mới dưới hình thức quỹ doanh nghiệp quốc phòng đầu tiên sẽ đến vào thời điểm quan trọng và sẽ giúp Kyiv có được vũ khí cần thiết. Ông nói thêm, nó sẽ củng cố hơn nữa năng lực của Ukraine để sản xuất những gì họ cần cho chính mình. Ngoài ra, Kyiv cũng có thể sử dụng nguồn tài trợ này để mua vũ khí từ các nước khác. Một quan chức Mỹ cho biết khoản tài trợ quân sự nước ngoài FMF trị giá 2 tỷ đô này chủ yếu lấy từ khoản 61 tỷ đô dành cho Ukraine vào tháng trước. Theo vị quan chức này cho biết, nó cũng bao gồm 400 triệu đô tài trợ quân sự chưa được phân bổ cho một quốc gia cụ thể và sẽ được chuyển giao cho Ukraine. Động thái này diễn ra sau một thỏa thuận được Mỹ và Ukraine ký vào tháng 12 năm ngoái nhằm tăng tốc hợp tác sản xuất vũ khí và chia sẻ dữ liệu nhằm hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine những trang thiết bị mà nước này cần để thành công, cần để giành chiến thắng, ông Blinken nói trong một cuộc họp báo hôm thứ Tư trước khi rời ký bằng tàu hỏa. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ cho biết, Washington đã tập trung cao độ vào việc đảm bảo Ukraine có được Patriot và các hệ thống phòng không khác mà Tổng thống Zelensky nói với ông là rất cần thiết để bảo vệ người dân ở Kharkiv. Trong một cuộc họp báo ở Kyiv, Ngoại trưởng Blinken được hỏi về việc Washington không cho phép Ukraine sử dụng vũ khí mà Mỹ viện trợ để tấn công mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Ông này cho biết rằng, chúng tôi không kích hoạt hoặc khuyến khích các cuộc tấn công bên ngoài lãnh thổ Ukraine, nhưng cuối cùng Ukraine phải tự đưa ra quyết định về cách thức tiến hành cuộc chiến này. Mỹ đã cung cấp cho phía Kyiv tên lửa ATACMS tầm xa mà Ukraine được cho là đã sử dụng để tấn công các mục tiêu của Nga ở Crimea. Các quan chức của Ukraine đã phàn nàn về việc Mỹ không cho phép Kyiv tấn công vào lãnh thổ Nga. David Arakhamia, lãnh đạo quốc hội thuộc Đảng Cầm quyền Ukraine cho biết vấn đề chính hiện nay là chính sách của Nhà Trắng nhằm hạn chế khả năng của chúng tôi khi tấn công các mục tiêu quân sự bên trong nước Nga. Oleksandra Ustinova, người đứng đầu Ủy ban Quốc hội Ukraine về vũ khí và đạn dược nói với báo Politico, Nga biết Ukraine bị hạn chế tấn công vào lãnh thổ của họ. Chúng tôi thấy quân đội của họ bố trí cách biên giới bên trong Nga một hoặc 2 km và chúng tôi không thể làm gì về điều đó. Putin cải tổ nội các ẩn số chính trị Nga lộ diện. Việc người đứng đầu điện Kremlin thay đổi các quan chức cấp cao đã tạo ra cơ hội cho những cá nhân được nhiều người coi là người kế vị tiềm năng của tổng thống Putin, nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất ở điện Kremlin kể từ thời Joseph Stalin. Là một phần của cuộc cải tổ chính phủ đang diễn ra sau lễ nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo vào ngày 7 tháng 5. Ông Putin đã bổ nhiệm ông Nikolai Pachusev, 72 tuổi, cựu giám đốc cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB cũng như ông Alexei Dumin, 51 tuổi, cựu đặc vụ an ninh và thống đốc vùng Tula làm trợ lý cho Điện Kremlin. Ông Putin đã tuyên thệ bắt đầu nhiệm kỳ thứ 5 của mình trong một buổi lễ nhậm chức xa hoa ở Moscow vào ngày 7 tháng 5. Nhiệm kỳ hiện tại của ông ta sẽ hết hạn vào năm 2030. Theo những thay đổi hiến pháp được cho là một thủ thuật của bộ đôi Putin và Medvedev, Ông ta có thể tiếp tục nắm quyền cho đến năm 2036. Trong khi Pachusev bị thuyên chuyển sau 16 năm làm thư ký Hội đồng Bảo an Nga và được thay thế bằng cựu Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, thì con trai 46 tuổi của ông ta, Dmitry Pachusev, được thăng chức làm Phó Thủ tướng giám sát lĩnh vực nông nghiệp. Vào tháng 10 năm 2022, trang báo độc lập của Nga Meduza đưa tin rằng những người trong nội bộ Điện Kremlin đang thảo luận riêng về danh sách những người kế nhiệm tiềm năng trong trường hợp Tổng thống Putin bị lật đổ vì cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine. Danh sách này bao gồm cả Nikolai và Dmitry Pachusev. Sinh ra ở Kursk, miền Tây nước Nga, ông Dumin là cựu đặc vụ của Cơ quan Vệ binh Liên bang FSO, Cơ quan Đảm bảo An ninh cho Tổng thống và các quan chức nhà nước khác. Ông được Tổng thống Putin bổ nhiệm làm Thống đốc vùng Tula vào tháng 2 năm 2016. Ông Duy Minh phục vụ trong đội cận vệ của Tổng thống trong nhiệm kỳ từ năm 2000 đến năm 2008 và từ năm 2008 đến năm 2012 của Putin. Ông Matthew Sussex, phó giáo sư tại Viện Griffin châu Á viết trên mạng xã hội X rằng cuộc cải tổ gần đây có thể là sự thăng tiến cho cả Pachusev và Duy Ông viết, dưới sự cai trị của ông Putin, nó có thể khuyến khích sự cạnh tranh trực tiếp hơn nữa giữa hai cá nhân thường được coi là những người kế nhiệm tiềm năng này. Ông Julian Waller, Nhà phân tích nghiên cứu tại tổ chức phi lợi nhuận CNA cho biết trên mạng xã hội X rằng việc bổ nhiệm Dumin làm trợ lý tổng thống là một sự thăng tiến nghiêm túc. Dumin được thăng tiến thật dễ dàng, thống đốc Tula được điều đến Điện Kremlin với vai trò giám sát tổ hợp công nghiệp quân sự là tất cả tín hiệu người ta cần để biết rằng ông ấy được ủng hộ. Dumin đã là chủ đề bàn tán suốt cả năm, vì vậy đây là một định hướng tốt cho tương lai của ông ta. cập nhật quân sự mở hôm nay xin được tạm dừng tại đây xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi quân sự mở và vũ hoàng xin chào và hẹn gặp lại